Ý là hai người con á, khi mà chú mất đi, cái phần tiền anh giữ để lo tang lễ cho chú á, thì hai người con có hỏi về vấn đề tiền bạc. Bây giờ anh cũng xin cái công bố số tiền như các mạnh thường quân giúp đỡ như hai người con của bác về. Là hai người con có về đây. Có về đây, nó có đốt nhang. Nhưng mà thật sự lúc mà con nhỏ con gái nó vừa đốt nhang xong nó đi ra chưa tới kia là ở đây nè, tự nhiên gió lùa ào dớt xuống bốn thiên thần, bể hai thiên thần với bể hai cái bóng đèn. Đồng và Phạm Tấn mến chào quý cô chú chị và tất cả các bạn. Chào mừng quý cô chú chị và các bạn đến video tiếp theo của hai anh em. Hiện tại Đồng và Phạm Tấn đang có mặt trong một nghĩa trang của giáo xứ thuộc tỉnh Đồng Nai. Ở video trước, Đồng với Phạm Tấn tới đây để thăm lại chú cũng như là thắp cho chú một nén nhang. Hiện tại thì chú đã qua đời. Người chú mà bị con cái đẩy vào đường cùng, sống ở nghĩa địa và mắc trong mình nhiều căn bệnh. Sau những video đầu tiên Đồng và Phạm Tấn ghé thăm, cũng như đăng tải trò chuyện với chú, thì ở video gần nhất là chú đã qua đời Tấn ha. Khi đó thì có hai người con xuất hiện về đây để thắp nhang cho chú. Nhưng mà trong lúc đó thì không hiểu có phải vấn đề về tâm linh hay không, mà hai người con vừa thắp nhang xong, quý cô chú chị, ra về thì ở đây nổi một trận gió lớn, rất là lớn luôn, làm cho những thiên thần bên giáo xứ ở để đó để trang trí cho nơi chú mất là gãy bị cánh. Rớt xuống và gãy cánh hết. Và khi Đồng đăng tải lên thì rất là nhiều quý cô chú chị bình luận rằng là đó là sự phẫn nộ của người cha, không muốn người con quay về. Và cũng rất là nhiều quý cô chú chị đặt ra câu hỏi là liệu người cháu có hoàn thành cái tâm nguyện cuối cùng của chú hay không, đó là chôn cất chú hay là thiêu chú. Và hiện tại thì không biết nơi an nghỉ của chú như thế nào Tấn ha. Vì vậy hôm nay thì Đồng cũng muốn có dịp đi về thiền nguyện ở Đồng Nai, cũng muốn ghé thăm lại để cập nhật tình hình xem như thế nào. Và Đồng với quý cô chú chị cũng là có một cái câu hỏi, đó là hiện tại di ảnh thờ của người cha sẽ là người cháu hay là người con. Hai người con đưa về nhà thờ. Vì trước khi mà video trước Đồng với Phạm Tấn có ghé thăm đây thì người anh chia sẻ là người con gái cũng muốn là đưa ảnh cha về thờ. Để hiểu rõ hơn câu chuyện như thế nào, bây giờ thì Đồng kính mời quý cô chú chị, quý nhà hảo tâm cùng đồng hành cùng Đồng và Phạm Tấn ở video này nhé. Vừa bước vào đây thì Đồng với Phạm Tấn thấy có một cái chỗ giống như tâm linh rồi đó. Nhà thờ này, ở trong này thì có một một bức thiên thần này, ngá rồi. Mà ở sau toàn là mối không anh Đồng? Cái này lâu rồi đó ha. Lâu. Đây là cái khu bữa hôm mà làm với em chào anh. Dạ chào anh. Cái khu này là khu bữa hôm dựng rạp là làm an nghỉ cho chú đúng không? Đúng rồi, cái chỗ này là bữa làm đám cho bác ở tại đây. Hôm nay thì sao rồi, mọi việc là xong xuôi hết rồi anh nhá? Mồ mả của bác thì anh cũng làm hoàn thiện hết rồi, xong xuôi hết. Được nổi mã đẹp. Dạ. Cũng xin lỗi anh, bữa hôm là bữa mà đưa chú về nơi an nghỉ thì bọn em cũng có việc đi thiền nguyện miền Tây á, do vậy thì cũng không có thể xuống đây mà tiến đưa bác một đoạn được. Thì bữa đó thì không biết là khi mà tiến đưa dậy thì không biết thì những người con có về đây để tiến đưa chú không? Có con nhỏ con gái thằng con dễ. Dạ. Còn thằng con trai nó không về, bữa nó về nó đốt nhang cho bác xong rồi là nó bỏ nó đi luôn. Đi từ đó ngày đó tới giờ? Từ ngày đó. Tức là tiến đưa chú đi mà con cũng không về luôn hả? Không về, thằng đó nó đi luôn. Nó không có về. Là người con gái có về? Có người con gái về. Dạ. Em cũng không suy nghĩ được đến cái mức độ mà cái lúc mà cha mất á, thì tức là cái lúc mà cha mất, cha mình mất á, mà mình chỉ thắp một nén nhang thôi mà không có thể nào mà đưa cha mình đi được á. Không, nó đốt xong cái nó bỏ nó đi luôn rồi, nó không ở lại được 5 phút nữa. Ôi dồi. Đốt nhang xong nó bỏ đi luôn. Dạ. Yeah. Là không biết là bữa hôm mà chú về nơi an nghỉ cuối cùng á, thì không biết là được nhiều bà con tới tiễn chú không anh? Đông lắm. Ở đây giáo dân, giáo xứ Phước Lý đông người tiễn lắm. Dạ. Cha xứ cũng tiễn đưa ra đây luôn. Dạ. Lên đây cha xứ làm phép luôn. Cha xứ cũng tiễn đưa bác. Dạ. Yeah. Cũng nói chung cũng khang trang lắm. Yeah. Còn người con gái thì có cái phản ứng gì cái khi mà tiễn đưa cha lần cuối không? Không, nó không phản ứng gì hết, nhưng mà kêu nó mặc đồ tang, nó không mặc, là nó chỉ có đội có cái tang không. Đội kêu mặc đồ tang, nó không mặc, chỉ không đội tang thôi. Chỉ đội tang xong. Xong rồi nó xin di ảnh của ba nó về nó thờ.
thì anh cũng cho nó mang về, thì kêu nếu mà mày không, mày thờ là thờ cho đàng hoàng, nó nhang khói rồi cho đàng hoàng, còn không thờ thì để tao thờ. Đó, có nói nó vậy mà biết bữa giờ, từ hồi anh làm mộ xong tới giờ chẳng thấy nó lên đốt nhang gì. Nghĩa là sau khi mà an nghỉ chú xong thì là người con gái là xin di ảnh về thờ, rước di ảnh về nhà thờ. Đúng rồi. Mà hiện tại anh cũng không biết là về đó có thờ cúng hay không. Chẳng mà biết nó có thờ cúng hay không. Sống mà nó còn coi chẳng ra gì, chết thì nó mang về dạy cho nó có tượng trưng thôi chứ. Nói chung là nó sống thì nó có cái tượng trưng thôi chứ. Còn cái lương tâm anh nghĩ chắc nó không có rồi. Anh ơi, ở video trước khi em đăng tải lên thì có một người anh thì có gọi cho em là nói với em là tại sao anh, nếu mà anh là vai cháu đúng không, là phải gọi là hai người con của chú là bằng gì? Bằng anh chị á. Mà sao anh lại xưng mày xưng tao? Tụi nó nhỏ tuổi á, tụi nó cứ kêu em bằng anh chị gì, ba giết quen cái miệng thôi. À, đó là gọi theo quen miệng chứ không phải là ghét bỏ gì đâu đúng không? Đúng rồi, quen miệng chứ không phải mà ghét bỏ gì. Từ trước nó nhỏ xíu tuổi, nó mới 33 mấy à. Anh năm nay 48-49 tuổi rồi. Thì nó cứ gọi anh bằng anh ba, trước giờ gọi bằng anh ba không mà mình cũng quen miệng. Chứ không phải là ghét bỏ gì hết cháu á. Nói chung thì trong trong quá khứ rất nhiều cô chú anh chị nói là trong quá khứ không biết là xảy ra cái điều gì mà làm cho hai người con hận người ba như vậy. Theo như anh được biết á, là cái con nhỏ này là nhiều người ta nói lắm rồi, nó hỗn lắm. Người thì nhỏ bằng cái ngón tay thôi mà hỗn nó chửi ghê. Hiện tại bữa anh định anh nói nó kêu ba gần chết rồi, mày coi mày về coi hỏi thăm ba mày coi, nó chửi. Nó kêu mày đánh em tao đồ này nọ, cái lũ tụi bay nó chửi ghê lắm. Nói chung là nó chửi thô tục lắm. Mình đây mình không chửi tiện. Chửi ba mình như vậy luôn. Nó chửi anh à. Giờ nó kêu ổng chết đâu đâu cho ổng chết đi, đừng có nói gì với nó nữa. Từ bây giờ trở đi đừng nói gì tới nó. Ví dụ như mà hai người đó mà sống tử tế đàng hoàng thì đúng vai vế là anh sẽ gọi bằng anh đúng không? Bằng anh chị đàng hoàng. Nhưng mà họ đã gây sự với mình trước, họ chửi anh trước. Trời ơi, nó chửi nó hổng lắm. Nên cũng mong bây giờ cũng nói chung quý cô bác anh chị đừng có nghĩ mà em là kiểu ghét bỏ mà em xưng mày tao, cái đó thật sự ra là không có phải. Em sống thì nói chung là em cũng biết kẻ trên người dưới lắm, em rất là kính trên nhường dưới, nhưng mà nó quá sức rồi. Phần thứ nhất, phần thứ hai nữa em cũng quen cái miệng. Nói chung là anh là lớn tuổi hơn hai người con của chú. Đúng rồi. Là hai người con của chú thì nhiều khi là cuộc sống hàng ngày á sẽ xưng anh bằng anh ba. Anh ba mà. Xong rồi anh sẽ quay kêu lại bằng tên hoặc là tên là kêu gọi theo lối thân thuộc, là giống như ở quê là mày tao vậy đó ha. Thì kiểu mình cũng quen cái miệng đi chứ mình không có ác tính ác gì đâu mà kiểu này nọ. Ông cái anh đó cũng thông cảm cho em. Rồi là bữa hôm là để đây là để chú được mấy ngày anh ha? Hai đêm. Tính ra là ngày rưỡi hai đêm. Rồi bây giờ anh có thể dẫn cho em với ông bà cô bác cũng đang đang muốn xem nơi an nghỉ của chú á. Giờ mời hai em. Nay đi đâu về mà mặc đẹp trai á? Đi đá không tắm dỗ. Mới giờ ngồi uống chút. Đi đường này, đi đường này. Gần đây luôn á. Chợ đám xá dưới kìa ba. Có rất nhiều cô chú anh chị đang muốn biết á, cái đầu ha. Tí nữa quay rõ ngay chỗ cái mặt của bác. Cái hình á. Bữa Nghĩa Trọng quay sao có người vô bình luận kêu sao không thấy hình. Thế là người ta sợ không phải của chú. Đúng rồi. Ủa, em thấy ở đây là bước vào là thấy hai ngôi mộ giống nhau. Bên kia là ai bắt gái hả? Không phải. Cái đó là hàng xóm. Hàng xóm hả? Nè. Ngoài bác. Có. Ê, chấp mẹ không có. Đây. Đây quý chú chị ở Đồng vừa và anh vừa đến được nơi an nghỉ của chú này. Có hình ảnh của cô chú. Còn bên này thì là hình như là Đức Mẹ. Đức Mẹ. Anh ghi vậy được không thầy? Ghi là vợ chồng cháu Nhật lập mộ. Dạ được anh.
Nhưng nếu mà bình thường là những người con mà lập mộ là những sẽ để tên những người con. Đúng rồi. Con cháu lập mộ. Đúng rồi. Nhưng mà con giờ không quan tâm thì... Thì anh đứng ra anh đại diện. Dạ. Hôm nay thì con với Phạm Tấn quay trở lại đây để thắp cho chú một nén nhang. Thì người cháu của chú đã làm đúng cái tâm nguyện cuối đời của chú là không thiêu mà cho chú an nghỉ. Và con thấy hiện tại thì người cháu đã thực hiện được cái di nguyện cuối cùng của chú rồi. Thì con cũng cầu mong cho chú được an nghỉ, sẽ về với vòng tay của chú. Cái này là anh đã tự tay anh đứng ra anh làm luôn hay sao? Cái này anh đi kêu anh mua đá, sau đó cái kêu thợ nó gia công mình về mình giá. Dạ. Thì nó rẻ tiền hơn. Chỉ kêu người ta làm cái phần này không là 20 mấy triệu. Dạ. Mình làm vậy thì nó có 10 mấy triệu thôi. Dạ. Nó rẻ hơn được mấy triệu nữa. Dạ. Là cái này là khi bữa hôm là kim tính chắc là sâu như bên này luôn anh. Đúng rồi, đó thì xây một lọ sâu cực kỳ luôn quý chú chị. An Tôn, ông Nguyễn Văn Nhị. Dạ. Bữa hôm anh nói là cái gì, cái tên gì để cho những ông bà cô bác mà bên theo bên đạo Công giáo để cầu nguyện. Đó là An Tôn. An Tôn. Dạ. Ừ, tại vì bữa hôm quý cô chú chị ạ, bữa hôm thì khi Đồng đăng tải video lên chú mắt cũng có rất là nhiều quý cô chú chị gọi điện á, nói là không biết là cái tên của chú bên bên Công giáo là tên gì á? Tên thánh là An Tôn. An Thánh An Tôn. Dạ. Trên này thì em thấy là có để cái dòng chữ là chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời, là cái này là bên đạo Công giáo mình là ai mất cũng có một cái cuốn sách đó, cái cuốn sách Phúc Âm. Dạ. Hiện tại thì theo em nghĩ là khi mà anh đã thực hiện được cái tâm nguyện cuối cùng của chú vậy thì chắc là giờ chú cũng an lòng mà an nghỉ rồi anh nhỉ. Đúng rồi, theo như anh nghĩ chắc bác vui lắm. Dạ. Bởi vì bác sợ đi theo lắm. Dạ. Lúc mấy ngày gần cuối đời mà anh mua nệm nước cho anh nằm mà cứ kêu thôi Nhật ơi con đừng có mua tốn tiền lắm để tiền chôn bác. Dạ. Bác sợ thiêu thì như này thì anh nghĩ là bác em nuôi hết cho gà. Nãy vô đây là trời rất là nắng nha mà không có gió. Thế tự nhiên gió bây giờ rất là mạnh luôn á. Bác vui lắm. Dạ. Bác hưởng thọ là 66 tuổi. 66 tuổi. Dạ. Là bữa hôm giờ là khi bác mất đến giờ là chỉ có anh với vợ bên là lo hết cho bác hả? Đúng rồi. Em biết gì không? Tự cái này cái cây xanh là nói nghe là bên anh là cái mùa chay là không có chân bông trên cái cây này. Qua cái mùa chay cho đổi chân bông lại. Anh sáng anh cũng mới xuống lòng mộ, hai ba bữa bắt đầu anh xuống lần. Dạ. Tốt nha, ngồi nói chuyện với bác. Hình như bên mình bên công đạo Công giáo thì khác bên em đúng không? Bên em là sẽ cúng cơm, còn bên anh sẽ là xin lễ vô nhà thờ. Vô nhà thờ. Dạ. Xin lễ cho cũng giúp như bên em là cầu kêu thầy chùa rồi tụng kinh cầu siêu. Cầu siêu đó. Thì bên anh là đi xin lễ. Anh dạ. Hồi nãy thì em có nghe anh nói một câu là anh xuống đây nè, rồi anh lau mộ cho bác, xong là anh tâm sự với bác thì anh tâm sự những gì có thể là cho cô chú anh chị biết được không? Thì anh cũng nói bác cháu mình cũng vui mừng lắm, cũng hên được quý cộng đồng mạng đồ thương đến bác Mười. Đó, anh cứ lẩm bẩm anh nói, rồi bác ở đây bác anh nghĩ cũng sướng, cao giáo rồi này nọ. Chỗ này thì em thấy cao ráo ha? Ừ. Ý là không biết là bác... sao bác lại được an nghỉ một chỗ cao ráo như vậy? Cái này là giáo xứ của anh cha đang cải thiện lại là làm theo hàng lối như này nè. Mai mốt là theo hàng lối này. Là mộ là xây bằng cái này luôn, quy cách là bằng này hết. Chí chôn kiểu cứ cái cấp cái cao rồi nó mất đất đi, giờ nó mất đi cái sự mà vẽ quan cái vẻ đẹp nữa. Làm này thì đẹp đẽ. Mai mốt em nghĩ chắc là sẽ theo từng hàng thẳng băng dậy xuống. Đó, đó đúng rồi, chạy xuống dưới đó. Giống như cái hàng bên kia. Bên này sẽ có một khúc lối đi, sau này sẽ đếm đó. Bắt đầu cái mốt bắt đầu tới cái hàng dưới đây. Làm theo hàng thứ tự mà quy cách là làm như thế này, không có cho cao hơn. Ủa, vậy ngày xưa bắt gái thì ăn nghỉ đâu anh? Nằm ở dưới mà bốc mộ rồi. Bốc mang về Sài Gòn. Dạ. Đây để anh kể luôn là bữa có cái cô kia, cái nhà lầu đó là cô bán rồi á. Cô đó là tinh tánh.
có nói: Nhật ơi, cái con lụm này, tức là con gái của bác Mười nè, nó hổn lắm. Bữa mà bên Mỹ không biết gì gì của nó cho tiền gửi về để hốt cốt má nó mang về quận 8 á. Xong rồi mà nó không có báo cho bác Mười biết luôn, tự động bắt đầu xuống nó làm. Mà nghe bà nói hả, mới đào được chưa được mét nữa, cái nó nói thôi đi lấy mấy cục đất thôi được rồi, mang đi được rồi. Sau đầu cái cô đó, cô ra cô nói: mày làm ăn cho đàng hoàng, mẹ mày còn nằm dưới á. Nó cứ kêu còn gì nữa, giờ nó chửi bà, chửi thề ghê lắm. Bà nói bà 60 mấy tuổi mà nó chửi tục tiểu lắm. Nói xin lỗi cộng đồng mạng chứ nó chửi đỉ này đỉ kia không. Sau đầu bà kêu thôi kệ, cô cũng dán, cô nghe mà bắt người ta đào. Đào xuống dưới bắt đầu khui nắp hàng ra. Thúi quắc luôn, bà còn nằm một đống ở đó. Giờ người ta mới mang lên, lấy hài cốt bắt đầu mang về thành phố. Chứ nó là nó kêu thôi lấy mấy nắm đất thôi. Dạ. Mà nó không cho bác Mười biết luôn. Bốc cốt mẹ nó mà không cho ba nó biết luôn. Nó tự động tụi nó làm, bên kia gửi tiền về, rồi tự động tụi nó làm luôn. Dạ. Khi mà anh mà chia sẻ những câu chuyện này thì có sợ người không, anh không sợ. Chú sẽ làm khó anh. Không, anh không sợ. Anh là cây ngay không sợ chết đứng. Anh nói sự thật luôn. Nếu một khi anh mà đã sợ, anh không dám nói ra. Dạ. Anh nói ra là anh không có sợ. Nói chung mình đúng, nói đúng sự thật thì đúng sợ, rồi. Đúng rồi. Còn muốn như dụ nó thắc mắc gì lên gặp anh nói cho nó. Dạ. Anh nói là anh không sợ. Tự anh nói, anh có bằng chứng anh nói mà. Chứ nói mà sợ thì không dám nói. Dạ. Là bữa hôm nếu như mà bác mà an nghỉ cho bác xong, nếu mà con gái mà không lấy xin dì ảnh về thờ là anh sẽ là đưa dì ảnh về thờ đúng không? Đúng rồi, là anh thờ luôn, tự anh nói trước rồi. Người ta hỏi: ủa mốt ảnh của ổng sao, đốt hay gì? Kêu không có, mang về nhà thờ chứ đốt thì ai mà làm vậy. Thế nó nói thôi để cho em mang hình ba em về em thờ. Dạ. Cái anh mới nói kêu nếu mà thờ thờ cho đàng hoàng nha, không nhang khói đàng hoàng, còn không thờ thôi để tao thờ. Bữa mất đến giờ thì anh có thấy là người con quay trở lại đây chẳng nha? Thấy đứa nào hết ráo. Để sau này là nhà nhang khói cho bác là chờ anh lo hết hả? Anh không à, anh thề luôn đó. Anh nói thiệt, nếu mà nói ra kêu anh này nọ, anh nói bậy. Từ bây giờ trở đi thì đó họa may lắm, năm trời mới nó có ghé được lần không nữa. Dạ. Yeah. Từ bữa giờ đã nghe, ví dụ ba làm vậy à, nó cũng chạy lên nó hỏi à, anh ba mộ ba em làm như nào đúng không? Hoặc là nó điện nó kêu à, ba anh cái mộ ba em anh làm sao, như thế nào, thiếu đủ hay như thế nào. Nó chẳng hỏi, chẳng nói gì mấy, chẳng lên đốt nhang cho bác nữa. Ý là hai người con á, khi mà chú mất đi, cái phần tiền anh giữ để lo tang lễ cho chú á, thì hai người con có hỏi về vấn đề tiền bạc không? Không, nó không dám hỏi đâu. Dạ. Yeah. Nó sao nó có quyền gì nó hỏi được. Bởi vì cái lúc ba nó nằm như vậy mà nó bỏ mặt, anh đứng lên anh xin cộng đồng mạng Mạnh Thường Quân giúp đỡ, nó không dám hỏi rồi. Nhưng mà cái số tiền ở thí dụ như con cái có hỏi về vấn đề là mình làm mộ này nọ hết bao nhiêu tiền hay nó chẳng hỏi gì hết. Bữa hôm ngồi đây nè, là sáng mai đi chôn á, cái buổi trưa cái ngồi anh cũng nói thử nó coi sao. Anh nói giờ hai vợ chồng mày giờ ít nhiều gì coi phụ tao ấy để lo đám cho ba mày nè. Cái thằng chồng nói tụi em làm gì ra có tiền. Nếu như mà anh không có tiền làm cho chú như thế này nữa thì liệu rằng là chú rồi sẽ như thế nào đây? Nếu mà không có Mạnh Thường Quân với lại mấy em mà đăng tải lên Mạnh Thường Quân giúp đỡ thì chắc có lẽ là anh thiêu bác thôi. Chứ khả năng của anh là không có lo cho bác được mà chôn đâu. Ví dụ chôn nó cái phần lỗ ở dưới đó 10 mấy triệu thì như anh làm thì anh cho được. Còn như cái phần núm bên trên này nữa đó, nó cũng khó. Dạ. Cái phần lỗ thì anh cho được, cái phần lỗ là như 17 triệu thì anh cho được. Anh làm, anh cho được là cái phần đó. Mà cái lỗ này sâu anh nhỉ? Sâu 1.5m, 1.6m luôn á. Dạ. Sâu lắm. Là mình ví dụ như cái quan tài là mình để sát dưới đó luôn này. Đúng rồi. Sát hai bên gạch dưới đó luôn đúng. Đó, kê lên trên xong bắt đầu với lắp cát lên bắt đầu anh mới đổ đan lên. Đổ một tấm đan dày nữa, rồi anh mới làm cái này lên. Nhiều ông bà cô bác bình luận là ví dụ như là đời con cái mà đối xử với cha như vậy thì sau này thì một ngày nào đó khi mà những người con của chú mà già đi thì sợ thì sẽ có những cái nhân quả. Thì đúng rồi, gieo cái nào gặp cái đó thôi. Mình gieo ác thì gặp ác à. Dạ. Cái gì cái nó cũng phải có cái nhân quả. Bây giờ trả báo lẹ lắm thầy ơi. Anh nói sự thiệt luôn đó, trả báo lẹ lắm.
Bởi vậy mình đừng nên mà sống mà kiểu như nó thiếu với cha mẹ. Dù sau đi chăng nữa cũng là cha mẹ của mình. Về nói thẳng luôn là ông nói, anh nói ví dụ như bắt 10 mà có nhậu nhẹt, có quậy vạ hồi xưa đó. Mà ông này ông không có nhậu. Anh nói ví dụ thôi, như những cái người mà anh thấy là nhậu bê tha, cha mẹ bê tha, mà mình cũng đừng nên làm như vậy, làm như vậy là tội bất hiếu chết. Dạ. Nói chung là cha mẹ có những cái gì, ví dụ cha mẹ trong quá khứ có xảy ra những vấn đề gì, vẫn là người đã sinh thành ra mình đúng không anh? Đúng rồi. Vẫn mang nặng đẻ đau, vẫn là đi làm cặm cúi nuôi mình mới khôn lớn được. Không có ai mà tự nhiên mà sinh ra mà tự động lớn được nếu không có người nuôi dưỡng đúng không anh? Nhiều khi mình cha mẹ nói mình bực bực, mình cãi là một hai câu, tối về mình thấy còn nấy nấy trong lòng. Mình nói mà kiểu bỏ kiểu này. Nói chung hôm nay mà tới đây thì thấy chú đã có nơi an nghỉ mà tươm tất vậy thì em cũng mừng cho chú thật sự luôn. Đó là cái tâm nguyện cuối cùng của chú. Khi mà chú còn sống, chú mua cả cái nệm hơi để nằm, chú không dám, chú nói là để dành tiền để làm nơi chôn chú chứ không có thiêu. Đây hôm nay thì quý cô chú chị ạ, ngôi mộ được người cháu làm thì cũng rất là tươm tất luôn. Anh đi mua đồ ăn với tự mua yến rồi cho uống á, cứ không dám uống, cứ kêu bác không uống được, kêu bác Mười cứ uống đi. Dạ. Tiền Mạnh Thường Quân cho là bác Mười cứ uống đi, có tiền chôn bác Mười, cứ sợ không có tiền để chôn á. Dạ. Tội nghiệp. Sữa Ensure đồ cũng vậy, nó mua cho uống cứ sợ. Cứ kêu bác không uống được, kêu bác Mười cứ uống đi, không uống bác chết sớm. Dạ. Ép uống. Chắc bác cũng biết số phận của bác rồi, cái căn bệnh của bác đây đã biết. Nên bác muốn tiết kiệm để là dành cho anh lo những cái khoản chi phí bị mà tang lễ này này. Chứ bác cũng sợ là làm bác là gánh nặng cho anh á. Có bao giờ mà bác nghĩ là bác sợ gánh nặng cho anh á? Cũng bác cũng nói thôi, con lo tới đâu được thì con cứ lo, còn con cứ giữ gìn sức khỏe của con đi, còn gia đình của con nữa. Ừ. Nhiều khi cũng tội nghiệp lắm. Anh xuống ấy kêu thôi Nhật ơi, con về con nghỉ chút xíu đi. Nó để con mệt, con đi làm rồi con xuống đây con thức với bác nữa. Cứ kêu anh về nghỉ với mà. Cũng sợ anh mệt. Giờ nói câu nghe thấy tội nghiệp đó. Trời ơi, con mà nằm xuống thì ai lo cho bác đây Nhật? Dạ. Có giọng hồn của bác, bác nói vậy. Bác, con mà nằm xuống đây giờ ai lo cho bác nữa. Từ ngày bác mất thì có về báo mộng gì cho anh không? Không, anh cầu xin với kêu để có cái gì báo cho con biết mà chẳng thấy nói năng. Chắc là bác cũng thấy anh thực hiện được tâm nguyện cuối đời của bác đó. Bác cũng thỏa mãn tâm nguyện rồi anh ha. Dạ. Nói chung hôm nay thì Đồng có dịp đi về thiền nguyện ở Đồng Nai quý cô chú chị ạ. Thì cũng rất là nhiều quý cô chú chị là muốn biết là sau khi mất thì người con có rước thành di ảnh về thờ hay không. Thì cũng có câu trả lời rồi, đó là người con gái có xin về còn thờ cúng hay không thì anh cũng không biết được. Thì anh cũng không qua đó được đúng không anh? Vấn đề thứ hai nữa là nhiều ông bà của bác muốn biết được là người cháu có thực hiện được tâm nguyện cuối đời của bác không hay không. Đó là xây một nơi an nghỉ cho bác cho tươm tất như vậy á. Thì hôm nay Đồng cũng muốn cập nhật để quý cô chú chị an tâm là người cháu này này là đã thực hiện được cái tâm nguyện cuối đời của bác. Khi mà anh hiện tại mà anh thực hiện được tâm nguyện cuối đời của bác thì hiện tại chắc anh cũng nhẹ nhõm trong lòng anh nhỉ? Anh nhẹ lắm mà anh vui, anh rất là mừng luôn. Bởi vì nếu mà không có quý cộng đồng mạng với Mạnh Thường Quân với các em giúp đỡ thì bác anh không có như ngày hôm nay đâu. Dạ. Bác anh nằm trong cái hũ ấy. Dạ. Nói chung là có thể là vì cái duyên thì anh với em với bác mới gặp nhau. Dạ. Ví dụ như những cái ngày cuối đời bác có tâm sự với em với Phạm Tấn, khi đó cũng có anh luôn, là khi bác mất là chỉ cần đến thắp nhang cho thắp bác thôi, không cần tiền bạc là đủ rồi. À, tại vì bác cũng biết là khi đó là sẽ đủ số tiền để cho bác an nghỉ ở nơi này rồi. Thì bây giờ anh cũng xin cái công bố số tiền như các Mạnh Thường Quân giúp đỡ như ở bên kênh Nghĩa Trọng với kênh của em với xin Ru Phút luôn. Dạ. Là được 60 mấy triệu. Dạ. Thì anh lo anh uống với này nọ cho bác, với lại chôn cất mồ mã, với lại anh xin cái hàng là anh xin chứ anh không mua. Anh xin được cái hàng với tiền đậu tỳ là hết 5 triệu nữa. Dạ. Với chi phí này nọ là còn dư được 14 triệu 700 mấy chục ngàn á. Dạ. Thì anh tính cho tròn 15 triệu đi. Anh mang lên trên nhà thờ này anh đưa cho cha, anh xin lễ là hết 5 triệu. Dạ. Xin lễ cho bác. Rồi còn 5 triệu nữa thì anh mua cái bằng xin lễ vĩnh viễn cho bác luôn, là dạ, ở dưới nhà dòng. Dạ. Còn lại 4 triệu 700 mấy chục ngàn thì anh cũng xin quý Mạnh Thường Quân cho con giữ lại cái số tiền đó để con mua nhang khói với lại bông.
cho bác sau này nữa. Dạ, với dạ. lại để xin lễ những cái ngày đám dỗ. Dạ. À, giờ con cũng không quên, con xin cảm ơn đến quý Mạnh Thường Quân, ông bà, cô bác, anh chị trên cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước. Và con cũng không quên cảm ơn đến các kênh YouTube như Nghĩa Trọng, Thầy Giáo Đồng với Phạm Tấn với lại xin Vu Food đã luôn chia sẻ chia sẻ an ủi, động viên tinh thần cũng như vật chất đến với gia đình của bác cháu con đây. Vậy gia đình bác cháu con không biết lấy gì đền đáp công ơn to lớn đến cho quý Mạnh Thường Quân cũng như các kênh YouTube. Gia đình chúng con nguyện xin thánh cả Du Xe ban muôn ơn phước lành xuống cho toàn thể ông bà cô bác quý Mạnh Thường Quân cũng giống như ông bà cô bác trên cộng đồng mạng và toàn thể các kênh YouTube của các em ở đây. Và một lần nữa con xin được thay mặt gia đình xin được tri ân cúi đầu và cảm ơn. Dạ, cũng chúc anh thật nhiều sức khỏe và chúc anh thì thật nhiều sức khỏe này, làm ăn thì gặp nhiều may mắn trong cuộc sống ha. Quý cô chú anh chị ạ, chắc Đồng cũng cập nhật video để quý cô chú anh chị biết vậy thôi. Cuộc đời thật là ngắn ngủi anh ha, mới gặp chú hôm kia thì hôm sau đã nghe anh báo là tin chú mất. Nói chung là cuộc đời này thật là ngắn ngủi, những cái gì mình trân quý trong cuộc sống, những cái gì mình quý trọng thì mình nên gìn giữ đúng không anh? Dạ. Chứ để sau này mất đi thì hối tiếc cũng muộn anh nhỉ. Có cái cô gì ở bên Mỹ, bữa cô đó là ở ngoài Bà Rịa Vũng Tàu, cô có cho người cháu vô tên là Vi vô kiếm em. Dạ. Mà cô ơi, bữa đó cô nói là chị Vi cho số điện thoại, số phone của cô mà chị Vi không có cho con, mà con có nhắn tin qua mà không thấy chị Vi cho số. Vậy nếu mà cô mà có coi cái kênh của Thầy Giáo Đồng thì con xin cô như cô cho cái số phone cho Thầy Giáo Đồng hoặc là nhờ Thầy Giáo Đồng cho cái số điện thoại của con. Dạ, là cô đó là gặp là có vấn đề gì? Cô muốn xin cái số phone của anh để cô nói trong giáo xứ có những cái gì mà này nọ thì cô xin cô hỗ trợ. Rồi. Ví dụ như cô xem được video này thì có thể liên hệ số trực tiếp cho con và để con sẽ gửi số trực tiếp của anh cho cô. Để hai cô với anh thì liên hệ trực tiếp là với nhau. Cô đó là ở Bà Rịa, là ở cái giáo xứ gì bữa cô nói mà anh cũng quên rồi, cái gì mà Hải Hải, Chu Hải hay cái gì Hải Hải á, ngoài Bà Rịa có người cháu dâu tên là Vi. Dạ. Cô nếu mà cô có coi cái clip này thì cô cứ liên hệ với Thầy Giáo Đồng rồi. Dạ. Cô cháu mình trao đổi qua cái số phone với nhau rồi có gì con mình điện thoại cho cô. Dạ. Rồi cuối video thì Đồng cũng một lần nữa thay mặt bên phía gia đình anh gửi lời cảm ơn sâu sắc tới quý nhà hảo tâm rất là nhiều. Nhờ sự yêu thương, nhờ sự san sẻ của quý nhà hảo tâm thì người cháu mới thực hiện được di nguyện cuối đời của người bác đúng không anh? Dạ đúng. Chúc quý cô chú chị, quý nhà hảo tâm thật nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống. Hẹn gặp quý cô chú chị ở những video tiếp theo hành trình thiện nguyện của Đồng và Phạm Tấn. Dạ. Đồng và anh và Phạm Tấn chào quý cô chú chị.